Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi là người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì hư dư giả mạng sống, mà không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồi ta hỡi, mình bây giờ tê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nổi đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sống sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Thưa Phật và Phật vụ, có thể nói là sự giàu có và ổn định trong cuộc sống là điều mà mọi người chúng ta, cũng như tất cả mọi người trên thế giới này, ai cũng mong muốn có được điều đó. Và đó là một mong ước hết sức chính đáng. Hàng ngày chúng ta ra sức học tập, ra sức làm việc buôn bán để đạt đến ước mơ đó. Và Thiên Chúa chúc phúc và giúp cho chúng ta thực hiện điều đó. Cũng như để đáp ứng ước mơ chính đáng đó, đã có nhiều sách hay nhiều diễn đàn nói về cái gọi là nghệ thuật làm giàu, và đã giúp cho nhiều người thành công trên con đường kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, sự thành công trong cuộc sống hàng ngày phải chăng là tích điểm của mỗi Kitô hữu chúng ta? Thưa không, tích điểm của mỗi Kitô hữu chúng ta chính là hạnh phúc thiên đàng, hạnh phúc bình thường. Chính vì thế, lời Chúa hôm nay cung cấp cho chúng ta một nghệ thuật làm giàu tích cực. Nói cách khác, lời Chúa cung cấp cho chúng ta con đường dẫn tới nước thiên đàng. Đó là dùng của cải đời này mà làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc 1, tác giả sách Giảng Viên nhấn mạnh đến tính cách phù vân của cuộc đời, của tài sản, vật chất, cũng như của bao công khó nào của chúng ta. Phù vân quả là phù vân, phù vân tất cả chỉ là phù vân. Qua lối nói đó, tác giả sách Giảng Viên cung cấp cho chúng ta một cái nhìn thực tế và đúng đắn về cuộc sống này. Bởi vì chúng ta thấy được đó, khi mà chúng ta chứng kiến một ai đó nằm xuống, ra đi khỏi cuộc đời này, một xu cũng không thể mang theo được. Hẳn chúng ta đã hơn một lần thấy được điều đó, thấy được kinh nghiệm điều đó với người khác. Ai trong chúng ta rồi từ giả cuộc đời này, và chúng ta biết chắc rằng khi chúng ta nằm xuống, dù chúng ta có nhiều tiền, nhiều tài sản, nhiều đất đai, dù chúng ta làm nghề gì, chức phận ra sao, thì đều là phù vân trước mặt Thiên Chúa cả. Thế nhưng khi mà chúng ta dừng lại ở cái vấn đề này, thì chúng ta cảm thấy sao mà tác giả sách Giảng Viên bi quan đấy. Thế thì những gì chúng ta lao động,
những gì chúng ta học tập và làm việc hàng ngày hóa ra là vô ích, là công cốc sao? Thế thì chúng ta vất vả làm gì, lo lắng làm gì cho nó mệt? Thôi thì cứ sống được ngày nào hay ngày đó. Không, Thiên Chúa không muốn chúng ta có cái tư tưởng đó. Tác giả sách Hằng, giảng viên nói tới cái sự phù hợp đó là để cho chúng ta ý thức được rằng sự chóng qua của cuộc đời này và những gì chúng ta có chẳng bao giờ mang đi được ngoại trừ một điều, đó là tình yêu. Tuy nhiên, sứ điệp cốt lõi của đời Chúa hôm nay không dừng ở là sự phù hợp của tiền bạc, của vật chất, mà muốn cho chúng ta đi đến một cái gì tích cực, đó là người môn đệ của Chúa Kitô, tức là hội Kitô hữu chúng ta, trong đó có bản thân con cũng như cộng đoàn, phải đối diện thế nào với vấn đề của cải và tạo sản qua câu nói kết phải tin mừng ấy. Kẻ nào không tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đây không phải là một lời đe dọa Chúa Giêsu, không phải Chúa Giêsu không đe dọa chúng ta, nhưng là một sứ điệp mà người muốn chúng ta đón nhận. Chúng ta có thể tận dụng những gì mình có như tài năng, tiền bạc, nghề nghiệp chúng ta đang làm để thu tích của cải ở trên trời, tích góp của cải ở trên trời, mà Chúa Giêsu nói rằng nơi đó mối mọt không thể đục khoét được và kẻ trộm chẳng bao giờ lấy được. Thế thì chúng ta làm như thế nào để mà đầu tư kho tàng của trên trời? Lời Chúa nói hay chúng ta rất rõ là hãy lấy những gì mình có để mua lấy nước trời. Đó là như Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2: anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Sách Giảng Viên gọi những gì chúng ta đang tìm kiếm, những gì chúng ta đang sở hữu, những gì chúng ta đang hướng tới ở đời này là phù hợp. Nhưng Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta một sự tích cực hơn, đó là chúng ta có thể lấy những sự mà sách Giảng Viên gọi là phù hợp đó trở thành những điều bình cực. Thật vậy, tính thương cộng đoàn, làm giàu trước mặt Thiên Chúa không phải là chúng ta coi thường cả vật chất. Thiên Chúa Đức Giêsu không dạy chúng ta coi thường của cả vật chất, mà người dạy chúng ta ý thức sự phù vân của nó, không làm nô lệ cho tiền tài danh vọng vật chất. Chúng ta phải lao động, phải lo làm ăn kiếm tiền để nuôi sống mình, nuôi sống gia đình. Học sinh thì lo đến trường tích cực học tập để sau này có một nghề nghiệp ổn định. Đó là điều rất tốt và thật đẹp, và chính chúng ta nên thánh trong điều đó. Các linh mục tu sĩ nên thánh trong việc phục vụ cộng đoàn, phục vụ dân Chúa. Còn chúng ta nên thánh ở trong chính cuộc sống lao động học tập hàng ngày, miễn là chúng ta làm đúng ý của Chúa. Và đó là con đường giúp chúng ta nên thánh nếu chúng ta làm hành như thế. Nhưng mà điều quan trọng là những của cải vật chất một khi đổ vào chúng ta thì nó có trở thành phương tiện cứu độ để mang lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu hay không? Tài sản vật chất tự nó không phải là điều xấu, và chúng ta nỗ lực tìm kiếm tài sản tự nó không phải là điều xấu nếu chúng ta tìm kiếm ở trong chương trình của Chúa, trong ý định Thiên Chúa, và là muốn cho tất cả mọi người được ơn cứu độ. Tức là chúng ta để cho tài sản vật chất mà chúng ta làm ra trở thành một phương tiện phục vụ cho bản thân mình và cho người khác. Nghĩa là chúng ta biết dùng những gì chúng ta có để chia sẻ cho những người thiếu thốn, vừa nuôi sống cho bản thân mình và gia đình, nhưng cũng để
giúp đỡ người khác. Nếu mà chúng ta thấy ở trên thế giới này, tất cả những người giàu có biết sống quảng đại, biết sống bác ái sẻ chia, thì thế giới này không thiếu, không có những người nghèo, không có những người phải sống cảnh vô gia cư. Trong lịch sử các thánh chúng ta thấy, không phải các thánh đến thiên đàng đều là những người nghèo đâu. Có những người rất giàu, ví dụ như vua Thánh Louis, ngài là vua rất giàu, rất quyền lực, nhưng ngài lên thánh qua việc bác ái sẻ chia. Có những vị thánh sẵn sàng bán tất cả của cải tài sản của mình để làm việc bác ái. Ví dụ như Thánh Francisco Assisi, con của một nhà lái buôn rất giàu, hoặc Thánh Ignacio là một người quyền cao, chức trọng, học vấn rất cao, là một sĩ quan, nhưng từ bỏ tất cả để phục vụ người khác, để từ đó ngài trở nên thánh thiện đạo đức. Rất nhiều vị thánh nêu gương cho chúng ta điều đó. Chúng ta đều nghĩ rằng những người làm thánh, những người lên thiên đàng, họ là những người nghèo đâu, có đâu. Chúng ta đây chắc chắn cũng có những người sống khá giả, có những người phải lao động hàng ngày, phải chạy từng vừa, phải kiếm từng vừa từng đồng mới có nuôi sống gia đình. Nhưng mà nếu chúng ta biết dùng những khả năng, người giàu thì lấy những gì mình có để chia cho người nghèo, còn người nghèo chưa giàu có, chưa đủ đầy đủ của ăn, nhưng mà chúng ta hướng lòng lên Chúa, biết làm ăn ngay chính, làm ăn học hành ngay thẳng, thì chúng ta đã tích trữ kho tàng của mình trên trời. Như vậy chúng ta đã biết biến những phù vân của cuộc đời này, của tài sản này, trở thành thứ có giá trị vĩnh cửu, đó là hạnh phúc nước trời. Tất cả các bạn đây đều biết Steve Jobs, ông là cha đẻ của cái gì mà chúng ta hay dùng hàng ngày đấy, điện thoại iPhone đúng không? Sáng tạo ra Apple iPhone nổi tiếng thế giới. Thế nhưng trước khi từ giả cuộc đời, ông đã có những lời trắc trối như thế này: tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy, phía sau của công việc tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi cuối cùng cũng chẳng là gì đối với tôi. Trong lúc này trên giường bệnh, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản, nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần và cái chết. Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nhận được những hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ tiền cho cuộc đời của bạn, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác, không liên quan đến tiền bạc. Nên tìm một điều gì quan trọng hơn. Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi. Ước gì chúng ta cảm nhận được như ông Steve Jobs đã cảm nhận. Mặc dù có thể là muộn màng đối với ông, nhưng mà đối với chúng ta lúc này đây không bao giờ là muộn màng. Việc là chúng ta ý thức Chúa yêu chúng ta và Chúa ban cho chúng ta những khả năng, những gì chúng ta có chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích. Phương tiện đó giúp chúng ta đạt đến hướng hướng độ. Việc là chúng ta là học tập lao động theo đúng chương trình của Thiên Chúa, ý định ngài người của Thiên Chúa. Amen. Lời chân thành dâng lên như I'm going to go.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.